Chú Đô Bạc xin chào các bạn. Hôm nay mình làm cái lời clip đề tài này là có nhiều bạn yêu cầu mình đó là muốn cho mình có làm cái clip trong cái đề trong cái clip short rồi, clip ngắn rồi, nhưng các bạn chưa có rõ, muốn chia sẻ cái cách thay nước là mình thay nước. Hồ này là cái hồ, nếu mà hồ lọc tràn trên, hồ lọc dưới công nghệ cao á, nó thay nước là đương nhiên dễ rồi. Còn cái hồ lọc tràn trên cái công nghệ cũ hoặc gọi là lọc tràn trên đó, thì mình thường thường dân anh em mình chơi là chọt cái ống vô đó các bạn, thì cái máy bơm nhìn cái hồ rất đơn giản. Hồ lọc tràn trên đó thì nó rẻ tiền, nó gọn, nhưng mà được cái nó không đẹp, không sạch bằng, tại vì cái lọc của nó không thể nào, nó nằm ở trên hồ cho nên không thể nào làm nó quá cầu kỳ. Nếu làm cầu kỳ nó sẽ nặng và nó xấu. Cái lọc dưới đó, thì nó sẽ bự, để nằm ở dưới để được nhiều thì sạch, sẽ sạch. Nhưng mà lọc gì đi nữa phải thay nước nha các bạn, không thay nước là không có được. Còn lọc tràn trên nó có hay là dưới đây dư chơi được thêm mấy cái hồ các bạn ha. Đó, vậy đó các bạn, chơi đây. Và hôm nay chủ yếu là các bạn đó là nói là nhờ chú Đô Bạc chỉ một lần trong cái clip dài để biết cách làm cái thay nước cực kỳ sướng. Thì nuôi hồ cộng đồng là thay nước rất là nhiều. Và nếu mà các bạn đa số anh em nói chung là không có điều kiện này nọ thì chơi cái hồ lọc tràn trên phần đông là chơi lọc tràn trên rất là nhiều. Lọc dưới thì nãy mình nói nó siêu ưu việt hơn nhiều và thay nước tiện lợi. Và khi có lọc tràn trên á thì thay nước á nó bình thường phải chọt cái ống vô thay, nhưng mà ở đây mình có trường hợp của mình, các bạn nhìn vô đây, nhìn đây trước đi, nhìn đến ngoài, nhìn qua đây, đây cái ống này nè các bạn, đang có nước trong đây, ngậm nước vô trong đây nè các bạn, đây và mình đi nó xuống đây, tại vì ở đây mình chung với mấy cái lọc ống của mình cho nên thấy ống tùm lum tùm la, dây tùm lum. Và mình đây bắt đầu mình xả nước trong đây nè các bạn ha, có cái ống này ra đây các bạn, ở đây nè, ló ra cái này các bạn, đó là cái này các bạn thấy không. Còn cái ống này là của cái lọc của hai cái máy lọc dưới, có hai cái hồ dưới, cái lọc thùng lọc ống nước các bạn. Các bạn ha, rồi đây cái đó bỏ qua bên, giờ mình nói mình review cho các bạn xem. Đó, mình xả nước ra nè các bạn, đây đó các bạn, nước đang xuống nè. Cái khóa này dứt khoát phải có cái van, không có cái van này là nguy hiểm lắm nè các bạn, nhớ phải có những cái chỗ này nè để khóa lợi giữ. Nói chung là phải xài đồ cho tốt các bạn ha, đồ dởm nó bung là chết, nhưng mà có cái thế để mình khắc phục là thêm một cái nữa. Cái này mấy anh em chơi mình hồ mình chưa có làm, nhưng mà mấy anh em cũng nói mình thấy cũng hay là đúng ha. Nè các bạn, một cái ống dưới đây kéo lên một chút, mình sẽ nói qua đây chút xíu lại trong đây nè. Và nhìn kỹ xuống, hồ mình đang hạ nước xuống nè, mình đang hạ nước xuống ha, các bạn thấy nước nó cạn xuống nè, rất là sướng. Xong rồi ở dưới nó có một cái ống, các bạn thấy nó có một cái ống chuyển xuống dưới. Cái ống ở trong, các bạn một cái ống lên máy bơm thì các bạn thấy rồi là nó bình thường rồi, cái ống ở trong cùng các bạn ha. Đó là cái ống đỡ đó, xài bằng ống nhựa cứng nha, chứ còn bằng xài cái ống dẻo là nó sẽ không tốt, nó sẽ dễ bị lật lìa. Xong rồi á, nước nếu mà như vậy gọi nó gần như là xả đáy, nó gần như là xả đáy thì các bạn phải làm. Tại nếu các bạn làm cái đó, thứ nhất là gì, con chó con mèo hay người đâu nó bị, thứ nhất là cái van nó hư, con chó con mèo nhà mình nuôi hoặc người nhà mình đi ra đá đã lợi chúng cái nó xì nước là hết hồ. Cho nên để như vậy thì ở khoảng mình canh khoảng chừng nửa chừng nước tới đây nè các bạn, từ trên đây từ đây chở xuống thì các bạn sẽ đục những cái lỗ trong cái ống nước á, các bạn khoét những cái lỗ, thì khi mà nó nước xuống dưới, nó tuột xuống dưới rồi là nó hết, nó bị vô nãy thoáng ra, nó không rút được, nó hở hơi ra thì nó sẽ ngừng lại, nó không chảy, là cái chỗ an toàn các bạn. Còn giống như chú Đô Bạc đang để hiện tại giờ, tại chú bạn lúc đó còn ngu, dùng từ là còn ngu, cái chấp nhận mình chưa biết, chưa tìm ra. Tại lúc trước là mình làm cái hồ kia, cái lọc kia người ta thiết kế cho mình, không có làm chỗ đó được. Cái lọc kia là người ta từ cái đó mình nghiên cứu ra các bạn, cho nên là mình chưa có khoan lỗ, mốt mình sẽ khoan lỗ, tại để cái này rất là nguy hiểm. Khoan lỗ thì các bạn biết nước nó tuột tới đây, tuột xuống chỗ đây thì cái lỗ này ra thoáng thì nó hết kính hơi rồi, nó xì hơi đây là ngừng, cá còn y. Của chú Đô Bạc sáng dậy cá nằm ở dưới còn mà cá chỉ cá không còn nước nha các bạn. Đó, và cái đó là cái mẹo để không bị tuột nước thấp. Cái thứ hai là ở chỗ này, bắt buộc cái chỗ này mình cũng bị rất là nhiều các bạn ha. Các bạn mà không làm cái vườn vuông này nó sẽ dễ bị cúp, bị này bị nọ và nước nó không xuống. Phải làm cái thế này nước nó mới giật xuống, nó mới ra dễ nè các bạn. Tại vì sao? Cái này mình không có mồi, cái xả nước này các bạn thấy nãy mình mở ra cái là nó bung ra.
mở cái nó bung ra xuống vậy các bạn ha, nó cho những cái chỗ này chứ các bạn làm cái ống kia mà nó cụp xuống vậy nè các bạn, là chỗ này nó sẽ dễ và nước nó không có lên nhiều, phải nó có thế cái đường nước nó chạy nè các bạn, nước nó rút lên nó rút xuống vậy nó kéo nước ra được và nó không bị cấn ống. Và nhớ là phải xài ống nhựa, đừng có xài cái ống dẻo, cái ống dẻo vậy là không có được nè các bạn, ống dẻo vậy là nó không có tốt, nó không bằng, nó lạc lìa không đó. Chỗ này chỗ nào mà tại mình chỗ này mình đi qua chỗ này khó quá mình mới sửa lại bằng cái ống dẻo đây, chứ đúng là ống nhựa tốt hơn. Ống dẻo phải nói đây thôi, tại do chỗ này mình bị vậy cho mình xây sao á. Còn các bạn khi mà làm từ đầu tiên cái làm bằng ống nhựa này hết, các bạn thấy chưa, đó rất là tiện lợi, đó thoải mái là thay nước, thay nước mà cái kiểu kia luôn nữa, các bạn làm mức 50% thì ngồi cho đã chừng nào hết nước, còn này phải ta vừa thay vừa nhìn, các bạn thấy nước xuống bình thường rất là nhẹ nhàng. Tất cả những hồ cá các bạn xài là kiểu này được hết, kéo ống kéo vô tới nhà tắm, chỗ nào kéo đường xa đi đường xa vô, các bạn làm đường xa thì không phải là dùng cái ống kéo bỏ vô rồi hút nước ra rồi phải mồi nước vô rất là cực. Mà cái này nó cái dở là gì, nếu mà xài cái kiểu hồi nãy mình nói chọt cái ống vô thì khi đó thấy chỗ nào dơ á thì mình sẽ chọt mình hút. Còn cái hồ mình đó các bạn thấy đây, nhìn đó, camera may dùm là mình không có hút đá, mình không có hút kiểu kia, tự động mọi cái nước nó hút điều hòa, các bạn thấy nó dơ nè, bình thường thôi. Một ngày mình thay 2 lần 50% cái hồ này các bạn, 2 lần 50%. Đó. Bây giờ mình sẽ ngừng một chút xíu, tới lúc mà nó 50% mình sẽ cho quay, chứ các bạn là dài quá các bạn sẽ nghe sẽ chán, mình vừa làm mình nói tiếp. Đợi tới xuống 50% lâu quá các bạn, thời gian lâu không có thời gian, mình cũng lưu bu cho nên tới đây mình sẽ ngừng này, mà khoảng chừng 20 mấy phần trăm mà không, các bạn này khoảng 20 mấy phần trăm mà chưa tới 30 các bạn đó, mình thay nhiều lần đi không có công thì các bạn thấy nước xuống rồi đã, nước xuống thấp mà các bạn ha, đó nước xuống thấp thì cá nó sẽ bơi kiểu khác, nó sẽ chật chội đó. Thì thay nước bằng cái kiểu cái dụng cụ này, cái này thì các bạn là có thể tự nhiên là khi mà vừa thay nước vừa, có nhiều bạn hỏi thay nước có cần mở lọc hay không, không có liên quan, thích thì mở không thích thì không, sợ nước nghĩa là nước xuống thấp ồn quá mà mấy con cá các bạn nó nhát nó quảng thì mình phải tắt, còn cá này các bạn thấy không, nó không bình thường, và thậm chí lan thay nước cho ăn không sao hết các bạn, chết cá mình đền cho. Tại sao người ta nói không thay nước không cho ăn để làm sao, là do khi mà thay nước á là con cá nó động nó quảng nó không chịu ăn các bạn ha. Dứ thôi để làm đi từ từ, rồi nói chút, nói nhiều quá chút ngồi không có chuyện nói, để giờ vô bắt đầu vô đây các bạn xem này nha. Đây xin lỗi chút xíu trong cái toilet nha các bạn ha, nhìn thấy tùm lum la đừng ngại đừng có giận nha. Rồi bây giờ đó xong rồi mình mới khóa lại, nếu mà các bạn làm cái kia thì tới đó nó tắt các bạn, và mình sử dụng cái ống này y vậy. Các bạn có thể ở nhà các bạn sử dụng cái ống dài ống ngắn tùy theo mỗi nhà của bạn, đúng không, dài tới đâu rất là tiện lợi. Rồi vô đó, nhớ đang thay nước đừng coi clip chú đồ bạc nha, đừng cà khịa clip chú đồ bạc nha, cà khịa clip chú đồ bạc là cá nó bị sốc nước đó nha. Đó các bạn thấy em lượng nước vô nè, đâu có nhầm nhò đó. Đó cho nên các bạn thấy không, thay nước khi thay nước muốn cho ăn vô tư, không nhất thiết thay nước sau bao lâu mới cho ăn, mình cho ăn nhiều cho nên thường là mình cho ăn xong mình mới thay nước, chứ là mình không bao giờ thay nước xong mới cho ăn, khi nào con cá mình nó stress mình mới làm vậy. Còn bình thường là mình thay nước xong các bạn mình cho ăn xong, các bạn thấy mình quay mới vừa quay cái clip trước mình phát từ xa không trùng hợp lẫn nhau, nhưng mà mình quay cái clip cho ăn xong nước nó ăn nó dơ mình mới thay nước mình mới cho vô. Cho nên là các bạn là đừng có quá quan trọng vấn đề mà thay nước và cho ăn ha. Mình nói là khi nào mà tại vì thường sao thường có những người không ở không thì thay nước thì chà hồ tùm lum tùm la thì con cá nó động, nó động con cá nó nhát, con cá nó nhát bỏ đồ ăn nó không ăn, còn những con cá nó dạng cho ăn bình thường, vừa thay nước vừa cho ăn không có nhầm nhò gì hết. Và khi thay nước cá không bệnh, không bỏ muối nha các bạn, mình thấy không, chỉ thay nước bình thường không bỏ muối, cá mình ai dám nói cá mình dởm, ai dám nói cá mình dởm đâu. Còn cá mình có mắc tiền có xịn hay không là mình không dám nói, nhưng mà cá mình là khỏe ăn sung và có màu, còn đẹp tới đâu là tùy thì các bạn theo dõi các bạn nói thôi, chứ mình không dám giờ. Nhưng mà đối với mình cá mình là đẹp nhất thiên hạ, vợ mình là đẹp nhất thiên hạ,
Còn vợ các bạn có đẹp mấy thiên hạ mình không quan tâm, cá các bạn có đẹp mấy thiên hạ mình không quan tâm, cá mình là cá đẹp nhất cho nên mình khoe các bạn ha. Ok, đó thì bây giờ cứ vậy thôi, nó giỡn lâu lâu vô kỵ cho các bạn vậy thôi. Thì lên tăng lên bình thường, cái ống đó các bạn thấy nó rất là tiện lợi. Nó rất là tiện lợi, xong sẵn mình nói luôn cầu clip này, mình nói luôn trong clip nước lớn luôn, mà nói luôn là cái máy bơm các bạn nuôi cá càng đông, máy bơm càng nhiều càng tốt. Để thứ nhất là gì? Máy nó mạnh, công suất nó mạnh. Thứ hai là nó có hư, còn cái dàn hơi cũng vậy, mình thấy các bạn thấy à. Rồi camera quay đây. Một cái nè, hai cái nè các bạn. À, nhưng mà mình cũng câu hồ bên đây. Một cái nè, hai cái, mình câu thêm hồ dưới nữa các bạn. Mình làm chéo lẫn nhau để làm sao có máy bơm nào, máy hơi nào nó hư, nó vẫn, nó không lệ thuộc vô hay gì á. Một cái máy hơi mình cho vô một hồ, nhưng mà một cái máy hơi mình tách ra hai hồ các bạn. Các bạn hiểu mình nói không? Một cái máy hơi mình tách ra hai hồ để làm gì? Để cho một hồ xài hai cái máy hơi, để khi một cái máy hơi bên trái nó hư thì máy hơi bên phải nó vẫn còn, trong hai hồ nó vẫn còn các bạn ha. Còn các bạn sử dụng một cái máy hơi duy nhất trong cái hồ này hay gì các bạn ơi. Ví dụ đây có ba cái hồ, các bạn sử dụng ba cái máy hơi, mỗi hồ riêng biệt, đa số là như vậy. Còn cách mình không như vậy, mình sử dụng một cái máy hơi này chia cho hai cái hồ, một cái máy hơi này chia cho hai cái hồ, một cái máy hơi kia chia hai cái hồ. Nghĩa là trong hồ mình lúc nào cũng nhiều máy hơi nhưng mà không cùng nhau để làm gì, có hư, có bị hết bình thì trong hồ luôn luôn cũng có. Còn các bạn để hai cái vô một cái, hai cái dàn hồ vô một cái, hư là only one, là bị hư luôn các bạn. Hiếm lắm mới hai cái nó hư cùng lúc, đúng không? Hiếm lắm mới hai máy bơm hư cùng lúc, cho nên mình tách riêng ra. Cái đó là cái an toàn, cái kinh nghiệm của người chơi trước các bạn ha. Cái kinh nghiệm mà có những người nuôi lâu chưa chắc gì kinh nghiệm, người ta cứ chi phức tạp để mình tách ra hết các bạn. Mình dân kinh doanh mà luôn luôn tính sự an toàn phòng hời các bạn. Đó cho nên là thấy án máy hơi nhiều là như vậy. Rồi công suất máy bơm gấp 5 lần nước các bạn ha. Cứ nhớ máy bơm công suất cái hồ của bạn là 1.000 lít thì máy bơm 5.000 lít là ok. Và cái luồng nước các bạn thấy phải vừa phù hợp với các bạn thấy không? Đó, miễn sao đừng xuống quá mạnh, các bạn thấy mình nói như vậy mà nó đâu có mạnh đâu. Đó là ok. Không mạnh, mạnh mà phải chỉnh lại, mạnh thì phải bỏ cái gì đó vô hoặc là van phá cái gì đó các bạn ha. Cái cục hơi cũng vậy các bạn. Hơi này mình chỉ luôn cái này cho các bạn xem luôn nè, sẵn làm luôn. Này các bạn. Các bạn thấy nè, đó. Nó vậy, nhưng mà nhìn đây. Khi mà mình mở ra này nó mạnh quá, mình phải biết điều chỉnh nè các bạn. Mình phải điều chỉnh nè. Đó, những cái này là cái mẹo, cái kinh nghiệm. Đây, mà các bạn mình mở ra nè, các bạn thấy nè. Nó sẽ lên mạnh lắm nè, các bạn thấy nó lên mạnh nè. Thấy lên mạnh quá chừng thấy không? Mạnh quá, cái mạnh quá là cá nó sẽ nhát. Nó sẽ không tốt và sẽ có bọt. Đó, khi mà mạnh quá nó sẽ ra bọt, tạo cho bọt nhiều các bạn, nó sẽ tạo bọt khí nhiều, cái hồ nó xấu. Thì mình đi ra mua cái van thì đơn giản, xê cái gì đó cột lại, lấy cộng thun cái gì cột lại, giảm lại nè các bạn. Đấy. Đấy, vậy thôi. Đó, giảm lại liền, các bạn không? Và khi nào cái máy bơm mình nó xuống cấp nó nhẹ, nó yếu rồi đó. Mình thấy mà yếu quá, dù yếu quá mình mở rộng một chút xíu tùy theo mình cái chỉnh mình thôi. Đó. Đó, sự khỏi cần đi van. Các bạn không? Đó, những cái đó là những cái kinh nghiệm. Các mình làm vô cái luôn là hồ, là hơi luôn có. Và nhiều bạn cứ hỏi là giờ sẵn luôn quay luôn nè. Đây mình xài rất là nhiều cái máy hơi nè các bạn, S3000 đúng không các bạn? Nhiều loại máy hơi lắm, có nhiều bạn hỏi là chú đồ bạch sạc máy hơi gì. Đây cũng vậy nè các bạn, xong rồi cái máy này cũng vậy nè, công suất nè, SV1000 nè các bạn, thấy chưa? Rồi cái máy này nữa nè, nhiều máy lắm các bạn. Cứ quan trọng ra tiệm cá nó bán cái gì mua cái đó, quan trọng làm gì các bạn. Đó, ok, clip này mình review cái dàn lọc, ấy xin lỗi, cái dàn hút của mình tự động kiểu này các bạn ha. Quan trọng có cái van nữa nè các bạn. Cái van đó đó, khi mà các bạn có thể điều chỉnh cái van, khi mà nước quá mạnh đó, các bạn điều chỉnh làm cái van trong trọng để giảm cái lượng nước xuống các bạn ha. Khi mà nó mạnh quá đó, khi các bạn coi cái hồ mà nước xuống quá mạnh, các bạn làm cái van đó, có rất là nhiều cái nói chung là kinh nghiệm mình làm chứ trong cái hồ của chú đồ bạc các bạn thấy không có những cái gì mà máy móc gì nhiều hết trơn. Có nhiều bạn trong hồ là nào làm hút thổi luồn, thổi tùm lum tùm la hết trơn các bạn, đó không cần thổi luồn, cá vẫn bơi các bạn đó. Giờ nước đã lớn lên rồi, nước đã cao lên rồi các bạn, thấy cá nó bơi bình thường các bạn ha. Đó, có em cá lóc nhát vui trỏng mà đứng qua đứng lại làm, các bạn thấy giờ nó điều hồ rồi đó. Bây giờ nó điều hồ cá này ha. Hồ này đang là bát long, còn phụ tá thì cũng sắp tới lục bát vậy các bạn. Phụ tá cũng nhiều lắm, đang
đang còn có nhiều nhà tài trợ đang khuyên chú Hoạt bỏ thêm này thêm nọ nữa. Ta thích chú Hoạt, quý chú Hoạt tặng cá này nọ chơi được các bạn ha. Ok, đó thì cứ vậy theo lên tới mức thì khóa lại. Chứ quay nói hoài mỗi miệng của các bạn ha. Ha, ok. Xin chào, hẹn gặp lại trong clip sau. Xin chào.